Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh kỷ niệm vô giá nha. Hôm nay mình sẽ tập tạ, mình nâng bình nước lên hạ xuống cho lên cơ nha. Chào mọi người vậy thôi chứ hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách mà mở cái nắp bình nước này ra thật là dễ dàng nha. Đấy, ví dụ này là bình mới này, mình vặn thật chặt cho nha. Đấy, chặt cho để đấy là như bình mới mọi người đi mua ngoài tiệm về luôn, nó còn cả cái đây luôn nha. Mọi người mở cực kỳ dễ dàng để ví dụ như là giống như mình để đựng nước này, mình nấu nước nhà mình uống. Hoặc là mình để đựng đồ hay rượu biết gì mà cũng được nha. Đấy, mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái thắt lưng da. À cũng có nha. Đấy. Mọi người quấn vào. Đây, quấn. Quấn một vòng thật chặt vào vào nha. Thắt lưng là dễ có nha, ai cũng có nè. Còn ví dụ nhà ai mà nhà toàn nữ không, dây thắt lưng nhỏ cũng của mình con gái cũng được nha. Đấy, rồi mọi người bỏ kẹp chặt đầu gối vào nha, mọi người xoay một phát lại ra. Nó phải để như đó. Rồi mọi người chỉ cần dùng lực này vặn ngược chiều kim đồng hồ thôi. Đấy, đấy là nó ra nha. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, mọi người cũng có thể là lấy ví dụ như là những cái ruột xe này cũng được này. Mọi người cắt ra nha, cái này mình chỉ làm ví dụ thôi, mình quấn thật chặt đây này. Biết tại sao mình quấn nó sẽ ra đấy, nó sẽ có cái thế cầm nó không bị trơn đấy. Với lại cái này mình cầm vào nó đau tay này, ví dụ nó vặn thật chặt và mình vặn bằng tay nó không ra được đấy. Mình vừa chia sẻ cho mọi người cách mẹo mở bình nước ra nha, bằng hai cách. Một là bằng vỏ ruột xe, hai là bằng sợi dây thắt lưng nha. Mọi người thấy video của mình hay thì cho mình được like, được đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo.